Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Chúng ta muốn biết được cái sự giác ngộ và những cái sự tỉnh thức trong tâm của mỗi người chúng ta nó như thế nào, thì thật sự chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng được những cái điều mà nó xảy ra, bởi vì những như cái sự xảy ra trong sự giác ngộ đó, nó cái thời gian nó không giống nhau. Có người thì tự nhiên nó đột nhiên nó có một sự biến đổi ở trong cái thấy, cái biết của mình. Và có người thì từ từ trong cái sự tu học nó sáng lần, và cái ánh sáng đó thật sự chúng ta không có thể theo dõi được, bởi vì nó vô tính, nó không có những cái tâm biết bình thường như chúng ta, mà tự nhiên chúng ta thấy nó sáng ra, và dường như mỗi cái nó đều rõ ràng. Và có một điều thì chúng ta thấy giống như chúng ta không là gì cả, và nó nhìn lại trong tâm thấy mình không có nghĩ gì, và gần như mình cũng không thể xác định là mình biết gì đó. Đây là những cái người mà tu trong cái sự tiến hóa, bởi vì trước đó chúng ta có cái tri thức nghĩa là đa dạng rất nhiều, và cái cảm tính của chúng ta nó luôn luôn nó bám víu vào một cái gì mà chúng ta đang tồn tại, đang sống, đang ý thức về một cái gì như là một sự hiện hữu, một sự có thật, một cái gì đó. Cho nên những cái đó nó âm ỉ trong lòng chúng ta, và luôn luôn chúng ta nghĩ là chúng ta đang có mặt, đang tồn tại. Chúng ta nghĩ chứ không phải là chúng ta thấy, không phải là chúng ta thấy mình trong cái sự tồn tại hay là có mặt, nhưng mà chúng ta nghĩ mình ở đây, mình có bây giờ đây. Và cái người mà không có nghĩ, không thấy như vậy, nhưng mà mỗi lần chúng ta nói một việc gì đó, thì chúng ta luôn xác định là cái điều này tôi hiểu như vậy, tôi biết như vậy, tôi nói như vậy, và cái này là cái của tôi hay là cái của bạn. Nghĩa là nó cái tính chất phân chia trong cái người và ta, gọi là cái nhị nguyên của tâm. Luôn luôn chúng ta nói một điều gì đó, tức là nó có một cái ngược lại. Ví dụ như chúng ta nói không phải của tôi, thì cái không phải đó cũng của tôi, và cái phải cũng của tôi. Cho nên chúng ta luôn luôn xác định cái bản ngã đó, chứ nó không rời được. Bởi vì nếu chúng ta không nói như vậy thì chúng ta không biết nói là cái gì, và không biết ai nói đây. Thật sự thì chúng ta không biết chúng ta nói, chúng ta không biết, ngay cả cái sự hành động trong cái tích tắc chúng ta cũng không biết cái hành động đó. Thỉnh thoảng chúng ta ý thức, ví dụ như bây giờ chúng ta đi, chúng ta nói muốn đi từ đây đến chỗ đó, một nơi nào đó, thì chúng ta có một cái vấn đề, có một cái việc cần phải đi, cần phải làm, thì chúng ta khởi hành ra đi. Nhưng mà chúng ta đi trên cái đường từ đây đến đó, thật sự chúng ta cũng quên mất. Chúng ta không quên là chúng ta không biết đi đâu hay này kia, nhưng mà cái ý thức mà chúng ta đi đó, trong khi chúng ta ngồi xe hay là gì đó, thì nó chìm xuống phía dưới, và chúng ta lang mang với những cái suy nghĩ nào đó ở trên con đường mà chúng ta từ đây đến kia. Nhưng mà có một cái ý thức là chúng ta đã hẹn trước là chúng ta đi đến đó, chúng ta tự biết mình có đó. Cho nên cái đó thỉnh thoảng thì nó mới hiện lên, nó nhớ. Nhưng mà còn những cái vọng niệm của chúng ta, có khi chúng ta có suy nghĩ nó ở phía dưới, ở phía sau của
cái đầu óc chúng ta không thấy được, và có khi chúng ta lan man mơ hồ, chúng ta tưởng cái này cái kia đó. Cho nên không nhất thiết, nhưng mà chúng ta biết cái chính là chúng ta đi việc gì, làm công việc gì và đến đó. Cho nên ở trong cái tính chất mà không biết đó thì chúng ta thật sự không có chủ thể, không có tự chủ gì cả. Và dù dù mà chúng ta có nói là chúng ta làm việc đó, chúng ta rất biết việc đó này kia đó, thì khi mà chúng ta nói cái khoảnh khắc mà chúng ta nói không phải là chúng ta biết. Bởi vì khi chúng ta nói đó là chúng ta mường tượng một cái sự kiện nào đó, một vấn đề nào đó trong đầu, và chúng ta thấy rằng mình có sự kiện đó tồn tại, chứ không phải là chúng ta biết thật. Nhưng mà khi đến mà chúng ta giác ngộ thì trước hết chúng ta giống như là không có cái sự thật nào hết cả, và không có cái gì thật, bởi vì chúng ta không quen tất cả những cái mà chúng ta nghĩ là nó giả, hay là không phải là ta, hay là cái này cái gì đó. Nghĩa là trong hai chiều đó, nó đều một lượt mà chúng ta mắc mình. Và những cái ban đầu đó thì chúng ta thấy nó hơi hơi lạ, và nó có một cái gì ngạc nhiên, một cái gì mà cảm giác nó mơ hồ, và chúng ta có băn khoăn, có biết đó. Nhưng mà lần 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 thì nó sáng lên, và chúng ta nó tự xác định, nó tự ở trong cái tâm của chúng ta mà nó xác định, chứ không phải là ai xác định, hoặc là không phải là ý nghĩ mà xác định. Và chúng ta, bởi vì tự nó làm cho chúng ta xác định, chúng ta thấy và chúng ta ở trong trạng thái đó, chứ không phải là chúng ta ý thức. Trước đó thì chúng ta ý thức thì chúng ta mới có trạng thái tâm. Còn không thì cái ý thức chúng ta nó chìm, nó theo cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta có trạng thái tâm. Và nếu chúng ta muốn biết chúng ta bây giờ đang làm gì này kia thì chúng ta gọi là nhớ lại hoặc là ý thức. Thì chúng ta rõ ràng. Nhưng mà trong trường hợp giác ngộ thì không phải là ý thức, mà chúng ta có một cái biết rất sáng sủa. Lúc đầu thì nó cũng ngờ ngợ, chúng ta không rõ ràng. Nhưng mà từ từ chúng ta thấy điều đó là cái điều nó coi như không biết từ bao giờ mà nó đã có như vậy rồi. Cho nên chúng ta cũng khó nói ra cái điều đó là của tôi, hay là cái điều đó là tôi là hay này kia. Và chúng ta thật sự thì chúng ta cũng 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 thật sự nó không có, không biết cái gì cả. Nghĩa là nó không có cái biết, tức là nó không có cái tướng, cái dữ kiện để mà biết. Cho nên nếu nói giác ngộ là gì thì thật sự chúng ta có thể nói nhiều cách, nói cách khác, lúc đó chúng ta có cách để biểu diễn, để diễn đạt. Nhưng mà thật sự chúng ta nó là cái gì thì chúng ta không thể đưa ra một cái chứng cứ gì được. Và người ta có thể đưa ra một cái gì đó, ví dụ người ta đưa ra một cái gì đó, hoặc là họ làm như là một cái dấu hiệu, hoặc là mình phản đối cái người mà hỏi đó bằng một cái cử chỉ để cho nó mất cái ý thức cái người đó. Cho nên ở trong thiền người ta không thể nói cái giác ngộ là gì, hay là Phật là gì, tâm là gì, bởi vì tất cả những từ này nó có nhưng mà nó không có thể chỉ được. Nếu cho chỉ được ra thì thực sự nó không phải vậy đó. Cho nên bởi vì cùng nó ở trong cái không, chứ không phải là chúng ta có cái không. Cho nên cái trạng thái mà gọi là giác đó là cái trạng thái tự tính nó. Mà khi chúng ta muốn nói đó thì chúng ta phải có một cái tưởng tượng hoặc một cái gì đó để nói đó. Bởi vì khi nói ra thì nó không có đó. Bởi vì khi chúng ta nói ra, tức là cái ý thức của chúng ta nó hình thành một cái vật. Nó giống như nó có một cái vật chất là đà ở đâu đó. Nó có một cái gì gọi là sự thật đó. Nhưng mà hoàn toàn nó không có sự thật. Không có cái mà chúng ta tưởng là thật hay là giả. Bởi vì điều đó nó rất kỳ dị, nó làm cho những người giác ngộ đó. Nhưng mà người ta có thể nói nhiều cách, nhiều khía cạnh để cho người khác hiểu. Bởi vì người giác ngộ bây giờ người ta có rất nhiều cái loại biến
biến đổi ở trong ngôn ngữ và phát minh ra những cái từ, những cái câu nói mà người ta biết rằng nói như vậy á, thì cái người đó sẽ hiểu được cái điều mình muốn nói. Còn cái điều mình thật có đó thì cái điều đó không nói được. Thật sự thì tất cả những cái pháp khác cũng không có được, không có được. Ví dụ chúng ta bây giờ nói về cái tình thương, thật sự cũng không thể nói được. Bởi vì chúng ta nói ra, chúng nói tôi rất là thương bạn, thì cái người đó hiểu là bằng gì? Bằng cái cảm giác của người đó, cái kinh nghiệm của người đó, chứ không phải hiểu cái của điều ta. Cho nên tất cả từ nó chỉ đồng cảm khi mà giống nhau, trong cái sự giống nhau. Còn cái sự giác ngộ thì mình nói ra để cho người ta tưởng tượng thôi. Người ta tưởng tượng một cái gì đó, chứ thật sự đến khi mà người ta giác ngộ thì không thể tưởng tượng được. Bởi vì tưởng tượng hay là mình nói cái gì có không á, là nó thành ra giống như mình nói về vật chất, mình nói về cái tướng trạng, mà giác ngộ thì nó không có cái tướng trạng. Đó. Cho nên nói như vậy để mình sơ lược qua những cái thực kiện của nó như thế nào. Và hôm nay tôi sẽ trình bày lại cái bài Tâm Toàn Giác. Bởi vì bài Tâm Toàn Giác không phải là chúng ta nghe một lần là chúng ta xong. Nó y như một bài Bát Nhã. Ở trong thiền môn, ở trong tự viện, mỗi khi mà tụng đọc xong các bộ kinh rồi thì thường hay tụng Bát Nhã. Là để, nghĩa là nói rằng tất cả các pháp nó đều là trí tuệ, nó đều là giác ngộ, nó đều là như vậy, không có gì. Cho nên nó nói lên cái mà chúng ta đã hình thành trong lòng, như là vô trí diệt vô đắc, vô sở đắc cố. Không trí cũng không có đắc, không có cái sở đắc. Bồ đề tác đọa y Bát Nhã ba la mật đa cố. Đó. Bởi vì cái Bát Nhã đó thì nó không có cái quái ngại, nó không trong lòng, nó không bị có ngăn ngại gì cả. Cho nên gọi là tâm vô quái ngại cố vô hữu. Cho nên nó không có khủng bố, điên đảo, không có vọng tưởng, không có niệm. Cho nên nó gọi là điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Không có mộng tưởng. Mà nó là cái giác ngộ, nó là niết bàn. Cho nên y Bát Nhã ba la mật cố đó. Cho nên nói Bát Nhã thì phải dùng cái từ đó để nói, chứ thật sự cái từ đó cũng không phải là cái từ mà để tưởng tượng. Thì cái bài mà kêu bằng Tâm Toàn Giác này cũng nói lên cái sự giác ngộ, nhưng mà ngôn ngữ thì không phải là giác ngộ. Nhưng mà chúng ta nương nơi cái này thì chúng ta rất dễ giác ngộ. Nó sẽ đi đến cho tâm mình một cái gì đó mới mẻ. Trước hết là chúng ta có một cái tâm, nghĩa là cũng giống như một cái ước vọng và một cái gì để biết, để hiểu, để xác định, để có cái điều đó. Cho nên cái ý thức chúng ta bây giờ nó không nghĩ những điều gì khác hết. Và bởi vì chúng ta nghĩ như muốn biết điều đó thì chúng ta chỉ có một cái hy vọng thầm kín, nghĩa là mỏng manh nào đó thôi, chứ không phải là chúng ta muốn được một cái gì bằng vật chất hay là bằng hình tướng hoặc là bằng cái tâm sự của tình cảm hay này kia đó. Thành do như vậy, khi chúng ta đọc những cái điều này nhiều lần hay là nghe nhiều lần thì chúng ta cũng giống như đọc Bát Nhã, nhưng mà có điều là nó gần gũi hơn, cái ngôn ngữ nó rộng rãi, nó đi vào cái chi tiết hơn ở trong cuộc sống, như là dục hay là giới hay là niệm hay là đạo hay là giải thoát hay tất cả, mà cái sự phân tách nó là tuyệt đối, rất chính xác. Cho nên đầu tiên là nói về cái giác ngộ, tức là đây là để cái chữ Buddha đó, là Phật Đà đó. Bởi vì tức là giác ngộ là chỉ, đầu tiên là chỉ cho Đức Phật là bậc giác ngộ. Đức Phật là bậc, nghĩa là giác giả. Cho nên tự giác
và giác tha, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. À. Cho nên cái Phật đó từ đâu? À. Thì ở đây khởi đầu là Phật từ tâm không quá ra. Bởi vì thực sự là nó là quá thân hay quá hiện hay là nó biến đổi, tức là thực sự Phật là tâm không. Mà tâm không thì nó không có cái, không có cái tư tưởng không, không có ý thức không, và không có lời lẽ không, không có tiếng nói là không hay là có. Bởi vì nó không có cái sự so sánh, cho nên tuyệt đối chúng ta là không. Bằng vào cái ngôn ngữ mà nó chính xác, nó quyết định như thế đó. Nếu mà chúng ta không thêm bớt một cái tư tưởng, một cái ý gì ở trong câu đó, thì ngay cái câu đó chúng ta biết cái không. Bởi vì nó chặn đứng, nó không có cho chúng ta nghĩ thêm được cái gì hết cả. Bởi vì cái gì chúng ta nghĩ thì những cái văn cách ở đây nó đều có một cái tính chất đưa chúng ta, đưa chúng những cái ý nghĩ đó, những cái tư duy đó, nó thoát qua hết cả. Nó giống như một chút mây, một chút bóng dáng gì đó. Cho nên Phật từ tâm không quá ra để xác định rằng Phật là tâm. Chữ tâm đó thực sự là chữ không, nhưng mà chữ không này không phải đối diện không với có. Bởi vì nếu nói không ấy, tức là ý thức không, tư tưởng không, niệm không, thì cái chuyện này nó còn tệ hơn là cái tính chất có nữa. Bởi vì có thì ta còn dò tìm được, còn nói không đó nó là dứt, nó là đoạn kiến rồi. Cho nên nó là nguy hiểm. Cho nên cái Phật từ tâm không quá ra, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Thờ tâm không á, tức là không phải là chúng ta kính thờ cái tâm không, nhưng mà chúng ta có một sự tôn trọng, có một sự chú ý, có một sự lắng nghe vào trong cái không. Mà cái lắng nghe, chú ý hay tu hành thật sự vào cái không tánh hay là cái ba la mật đó, thì thực sự chúng ta không có tâm. Cho nên cái điều này là một cái điều nó rất như mâu thuẫn. Cũng như chúng ta nói thiền trong thiền, thì mới thực sự là biết thiền là gì. Còn thiền, nếu chúng ta... Các bạn này muốn nói thế cho tôi à? Alo, ai đó? À, ra ra cô nói to ra thử. Cô ở đâu vậy? Dạ. Con ở bên Canada, để con bấm cái này lên cho nó lớn. À, con hiện con đang ở Canada. À. Mà con nghe sư ông giảng pháp cho mấy anh mấy chị trên mạng đó. À. Con có tình cờ con nghe. Con nghe. Nhưng con có nghe mà đó giờ con nói sự thật là con đi về cái bên pháp môn niệm Phật. Thì con tu với bên pháp môn niệm Phật đó mà con đi về Việt Nam bao nhiêu lần rồi. Con muốn có một người nói về pháp môn niệm Phật đến cái chỗ tận cùng. Nhưng mà con không có ai nói cho con nghe được cái bên pháp môn. Chắc có thể là do gì con không có duyên hay là con bị vô minh nhiều quá, con ngu quá. Thử ra con hôm qua con có nghe ông giảng trên mạng á, là có người hỏi rồi sư ông mới nói là niệm Phật thì cái tiếng tích tắc của đồng hồ cũng là niệm Phật, cùng niệm Phật rồi những cái bước chân sư ông đi cũng là niệm Phật. Thì con bây giờ con muốn con về con học sư ông, có thể lên sư ông dẫn con đi tới, tại vì con bây giờ con nghe bị tiếng ở bên trong, cái tiếng niệm Phật ở bên trong nó lấn lướt, bây giờ con không có biết phải đi tới nó như thế nào. Bây giờ có lúc con người ta nói chuyện không thấy người nào nói, con cũng nghe vậy, nhưng mà có người nói con này con không thể lần này mà con nghe rõ ràng tăng điện A Di Đà Phật. Xin ông hiểu với con nói không? Ừ.
đó thì thành thành thử ra con có thể bị kẹt không, bây giờ ở trong người của con giống như là sư ông nói phòng xẹp, cái câu niệm Phật đó ở trong người của con phát ra thì bên ngoài cũng con cũng nghe A Di Đà Phật, con ở bên trong con cũng nghe A Di Đà Phật, ở trong và ở ngoài hợp nhất là một thôi, con thấy rất là an tịnh, nhưng cũng con chưa có cái gọi là cái có lúc vực ngồi thì sẽ đâm ra sẽ làm cho con phiền não, bởi vì con biết là con chưa có xong mà con giống như là con có ai có thể xin xong có thể dẫn con đi tới được không, con biết là con bị kẹt, con kẹt phía trong đúng chưa? Rồi, tôi nói cho cô nghe hả? Cô ở Canada, tôi nghe nói ở đó là xứ đó tuyết nhiều lắm, lạnh lắm phải không? Dạ lạnh lắm, lạnh có nào, con cũng dẫn đi mà lạnh lạnh lắm, tuyết rơi lạnh Rồi. lắm, dữ lắm. Khi Dạ cô nhìn tuyết hay là cô nhìn những cái tảng băng này kia, cô chắc là cô biết đó là nước chứ gì, phải không? Nhưng mà cái biết của cô đó không bao giờ mà cô nghi, cô sanh ra bà kiểu cô biết, cô thấy cái băng này là nước, mà nước nó có thể đóng băng Dạ. được. Nhưng mà đồng thời cô không có nghi, phải không? Cô không có Dạ. nghi cho nên mọi việc nó trở thành rõ ràng. Đó. Dạ. Thật sự á, cái niệm Phật á, cũng như tôi nói niệm Phật á, với cái thiền chứng nó là một, mà niệm niệm Phật á, Dạ. tức là Phật, là bởi vì sao? Dạ. Nếu cô không ở từ cái không đó thì cô đâu có Dạ. khởi ra cái niệm được. Ví dụ Dạ. nếu cái tâm cô nó liên tục tất cả cái vọng nó nối nhau như là một Dạ. đống đá vậy, thì thật sự nó không có Dạ. khoảng không. Và bây giờ thì thật sự khi mà cô niệm Phật đó, nếu cô ý thức một chút là từ nhờ cái không mà cô mới khởi lên cái niệm Phật được. Còn nếu nó có Dạ. đương cô đương nghĩ một cái việc gì nó điên đảo, hoặc là nó vấn đề nó quan trọng quá, thì cái niệm Phật không khởi lên được, có phải không? Đó. Nếu cô đương nghĩ cái một cái gì đó thì cô nghĩ mà cô chìm đắm trong đó thì không khởi được, nhưng mà khi cô khởi lên cô niệm Phật là lúc đó nó không. Hoặc là cô cũng biết là cô sắp khởi hay đang khởi, thì trước cái biết đó cũng là cái không, mà cái biết đó cũng là cái không. Từ cái không thì cô mới 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 tạo ra được một cái âm thanh, nghĩa là trở thành A Di Đà Phật. Thì như vậy là từ cái vô niệm đó nó trở thành niệm. Nhưng mà cô không thấy liền ngay lúc đó, cô mới niệm Phật liên tục cho đến khi mà nó được bắt niệm tự niệm á, thì cô bắt đầu cô rõ ràng hơn, là bởi vì tự nhiên ở trong đó nó là khởi xảy ra một cái âm thanh niệm Phật, hoặc là mình nghe một cái tiếng động gì mình cũng khởi ra cái niệm Phật đó. Nhưng mà đồng thời á, nó không trở ngại, cũng như bây giờ tôi nói về niệm Phật ở trong cái vô niệm, cái chánh niệm, cho nên ngoài kia có con chó sủa hay cái gì đó tôi không có động tâm, đúng không? Tôi nghe nó rõ ràng, nếu tôi muốn đồng hóa thì cái âm thanh đó tôi đồng hóa với niệm Phật cũng được, nhưng mà nó kỵ, nó không nên đồng hóa như vậy đó. Chứ chứ thật sự là tất cả âm thanh nó đều là âm thanh của Phật, tất cả mọi cái sắc thanh rồi tất cả. Bởi vì sao? Nó không có hai tướng, cái mà cái tướng sanh ra nghĩ, sanh ra xác định, sanh ra đối chiếu, hay là sanh ra phải không phải, hoặc là sanh ra nghi, tất cả cái đó nó mới thành ra cái pháp phàm phu, nó mới thành ra cái pháp sanh tử. Còn tất cả như chính nó thì tất cả nó là vô niệm, bởi vì mình cũng như mình thấy sự vật như chính nó, mình nghe mọi âm thanh như chính âm thanh, thì cái tính nghe và tính thấy mình nó sẽ hiện rõ thôi. Nhưng mà trong khi mình nghe mình bị mù lòa, hay là mình bị không có hiểu, cho nên nó sanh ra cái hiểu, nó sanh ra, nghĩa là mình không có cái tâm thật, cho nên nó sanh ra cái biết cái hiểu. Bởi vì cái biết cái hiểu này là cái mình nó mang theo, nó để nó dán cái một cái nhãn hiệu, cái mắt ở trong một cái đồ vật, một sự vật, một con người, cho đến một sự vật về tâm lý đó.
Cho nên tâm thực sự nó không có cái gọi là tâm. Nó mình có thể cảm được, biết được thôi, nhưng mà nó vô hình. Vì thế cho nên nó mới xả nghiệp. Còn đằng này mình nói tâm là cái này, tâm là cái kia, mình nghĩa là tượng trưng mình làm đủ thứ cả, cho nên cái tâm này nó trở thành vật, nó trở thành một cái đồ họa, chứ chứ yeah. chứ không còn là cái vô vi nữa đó. Cho nên khi cô niệm Phật á, cô tất cả những cái xảy ra trong người cô nó đều đúng, nhưng mà chỉ có một cái là cô nghi cô không, nghĩa là trong đó cô niệm hay là cô tất cả sự tướng mà nó xảy ra như cô đã mục đích cô thấy được đó, thì trong khi đó nếu cô không nghi không y như vậy rõ ràng mà trong cái thấy đó nó cũng chính xác như cái đang xảy ra. Bởi vì cái xảy ra ở trong cái thấy, nếu mình không sanh cái tâm khác và cái thấy nó cũng xảy ra, hai cái đó thực sự nó là một, cho nên tướng với tính nó không khác nhau. Cho nên cái điều xảy ra nó từ không, cho nên cái thấy nó cũng từ không. Cái không nhưng mà nó không phải là có không, cho nên nó biết đây là niệm Phật hay là niệm vọng tưởng. Bởi vì nó biết hết đó, nhưng mà cái biết nó lặng lẽ, nó không có sinh động, nó không có gì cả. Nó cũng giống như cô biết nhiều cái tảng băng khác nhau ở cái xứ băng tuyết, nhưng mà nó đều là một giống nhau. Cho nên cô thấy chung như vậy, chỉ có cảnh đẹp. Và khi cô thấy trong những cái khoảnh băng cách nhau là nước, thì cô cũng không nghĩ rằng nước với băng nó khác nhau. À, nhưng mà cái tướng nếu ai hỏi thì cô nói cái này nước hay cái này băng, nhưng mà thật sự nước với băng tuyết nó đều là một đó. Cô hoàn toàn không nghi, cho nên cô đến cô đứng ở trên một cái vùng băng tuyết hay lạnh lẽo này kia, cô không nghi và cô chỉ có cảm giác mà thôi đó. Thì bởi vì cô có cái nghi cho nên cô mới đưa ra cái câu hỏi để mà thầy giải quyết phân tích nó. Chứ thật sự là cô điều đúng. Cho nên nếu cô có kinh nghiệm gì cô nói cho thầy nghe thì thầy rất hoan hỷ ở chỗ đó. Và thầy thấy thầy không có nghi, cho nên cái chỗ của cô nó không sai. Nhưng mà cô sản xuất ra, nhưng mà cô lại bị cái chỗ không biết phải hay không phải. thì nó thành ra một cái chỗ giống như mình chưa có được hoàn hảo. Con cũng nhức nhối lắm, con nhức nhối mà con bỏ hết công ăn việc làm, con bỏ hết tất cả, con muốn đi tìm một cái gì đó mà con biết là trong tâm con nó còn bị giống như là đụng vết thương. Con nói vậy là thầy hiểu rồi. Con nói giống như là con đụng vết thương rồi. Con niệm Phật mà 6 năm trước con về Việt Nam là con đi kiếm một người nào đó để nói Phật pháp cho con nghe, mà cả một cái đất nước Việt Nam con đi tới đâu đều là A Di Đà Phật hết đó. Mà con thấy rất là lạ, con nói nhưng mà có một cái gì đó nó không có đúng. Con nói con thấy cái cảm giác này, con nói tại sao kỳ vậy mà con chưa có hiểu ra, nhưng mà bây giờ thầy nói con hiểu, thầy nói con hiểu, con biết được là ngay cái điểm đó thì con sẽ biết làm như thế nào. Thì đúng là thầy nói là con bị mắc kẹt, đó là cảnh băng, nhưng mà tại vì con chấp nó là băng chứ con không có nghĩ nó là từ nước mà kết thành, nhưng mà sự thật nước là kết thành, con hiểu chỗ đó là con nói sự thật, con cũng rất là quan hỷ thầy gỡ cho con mấy cái này, chứ con nói sự thật với thầy con cũng là muốn bỏ hết đi tu, nhưng con nói sự thật là bây giờ cái tu là chỉ có bộ đồ thôi, con hiểu hết á. Con nói là tu chỉ có bộ đồ thôi, ăn không có quan trọng nữa, mà con nghe thầy giảng cái vấn đề giới, bây giờ chỉ có một cái giới là giác hay mê, có đúng không thầy? Theo như đúng, con nhận đúng, thức bây đúng. Giờ người ta không biết như thế nào, nhưng mà con là con biết bây giờ giữa giác và mê con chỉ còn có một cái giới đó thôi, phải có rồi. Đúng không thầy? Chắc đúng rồi thầy. Bởi vì khi nếu mình không có sự tỉnh thức thì mình làm một việc gì đó nó sanh ra phân biệt, rồi trong cái phân biệt vi tế đó nó thấy cái khác, rồi từ cái khác nó sanh ra
Ở tâm thì nó sanh ra phiền não, sợ hãi, nghi ngờ. Còn ở ngoài thì nó sanh ra những cái hành động tránh né, hoặc là mình bất toàn, mình không ổn định. Thực sự là do cái tâm nhìn mình nhìn sai khác, chứ chứ không phải là nó sai khác. Cho nên do như vậy cái đời sống là nó bị mình không có hiện hữu ở trong cái tánh biết rõ ràng. Cho nên tánh biết này nó nói thì nó dễ, nhưng mà biết từ cái sự phân biệt hiện tượng bên ngoài cho đến cái biết sâu sắc nhất của tất cả cái vọng tưởng, và cuối cùng thì cái biết đó nó hợp nhất ở trong cái niệm, tức là mình niệm cái gì ra thực sự cũng đều là Phật tánh. Bởi vì nếu không có tánh Phật thì là cái gì? Không có tánh Phật thì mình nghĩ đây là phàm mê tục. Cho nên gọi là Phật, Phật từ tâm không quá ra, tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Không phải là thờ cái tâm không, nhưng mà biết cái sự kính trọng, biết cái chỗ đó, cái không nó không trái với cái có. Nhưng mà cái lòng mình tin tưởng và ở trong cái không đó thì mình thấy cái gì nó cũng không. Nó không nhưng mà không phải là không có. Đừng có nói là không có. Bởi vì cái không này tức là cái thức mình nó trở thành không, trở thành sáng sạch đó, chứ nó không phải là không có đó. Cho nên tâm không, cái tâm không này nó là vô ngã, nó không có chủ thể. Và vì không có chủ thể cho nên mình sẽ trở thành không có giới hạn. Mình không có cái tôi và người, không có tôi và của tôi. Bởi vì nếu có tôi là một cái tâm, cái chủ thể, cái ngã, và có cái tôi là của tôi là cái ngã sở. Cho nên không có ngã và không có ngã sở thì ngay cả đạo Thinh Văn Đức Phật cũng xác định là giải thoát đó. Còn nếu mình tu bất cứ cái gì nhưng mà mình có cái ngã và cái sở hữu của ngã, tức là lòng tham của mình, thì nó không được. Nhưng mà lòng tham không làm tham, nhưng mà mình phải xác định trong cái cội nguồn nó là không có thật, mà mình phải thấy cái không có thật đó, tức là ngộ. Nó là giác ngộ. Cho nên nó là tâm không vô ngã đại đồng, lòng không tham liếm rõ thông nhiệm màu. Nếu mình không có cái tính chất, nghĩa là vọng cầu sợ hãi hay cái gì trong cái khoảnh khắc đó, thì thực sự mình thấy cái màu nhiệm là con người mình tự nhiên nó trống không, mà mình cũng không nghĩ là trống không, và tự nhiên mình thấy tự tại, thấy những cái gì mà nó mênh mông, và chính chỗ đó bắt đầu cái tuệ giác nó phát sinh ra. Nó không bị hạn chế, nó không bị hạn chế trong cái kiến thức thì gọi là tuệ. Còn nếu hạn chế trong kiến thức, trong cái biết mà thứ lớp phân tích đó, thì nó là trí thức, là kiến thức đó. Nó cho nên gọi là nhiệm màu. Bởi vì nhiệm màu là nhiệm màu rốt tận vô vi. Nó cái vô mà mình không chấp ngô, vô đó là vô bất tận, đó là phi ly niết bàn đó. Thành cái văn này là của ông Krishnamurti, là một bậc đại giác ngộ của thế kỷ 20 ha. Đó, cho nên pháp không là cái, tức là tâm pháp nó ẩn tàng bên trong. Pháp không, tâm pháp ẩn tàng, không tâm không pháp, thì thực sự cái này là bí mật quy hoàng lại thay. Lúc đó mình không thấy tâm, không thấy pháp, không có gì cả, tất cả nghĩa là không đời không đạo, không có gì cả. Đây là cái trạng thái giác ngộ thật đó. Được chưa? Dạ, con hiểu rồi. Dạ, con hiểu rồi. Dạ, con hiểu. Con hiểu rồi. Cô hiểu rồi, nhưng mà nếu cô đừng có kiến thức thì nó là ngộ. Cái hiểu mà không có kiến thức, không có gì đó là tự nhiên cái ngộ. Con nghe thì con cứ thấy vậy. Bây giờ con sống con cứ bình thản vậy thôi. Cứ thấy, nghe thì cứ nghe. Nhưng không có cái phân biệt, không có chấp. Đúng nè. Cái nghe mình nghe. Nhưng mà có một điều nữa, cô nhớ là có một điều nữa, không phải là cô không chấp, nhưng mà cô không có cái gì để chấp, không có thấy cái chấp, không thấy cái gì hết cả. Thì nó mới vào được trong lòng của nó. Chứ mình nói tôi không chấp đâu nghe, đừng nói tôi chấp nghe, rồi mình cãi với người khác, thì cái chuyện đó là mình chấp cái không chấp đó, kia không? Chấp cái không đó. Cũng như người ta nói sai, người ta nói sai rồi cô bực mình, cô cãi, cô nói đừng, tôi cãi vậy nghe. Họ người ta nói sao cô cãi, tôi nói tôi cãi mà tôi đâu có xăng, tôi xăng bao giờ đó. Thì cho nên cái tính chất nó vô hình, cái nghiệp nó vô hình, nhưng mà nếu mình không ý thức nổi cái trạng thái thực tiễn ở đó thì nó lồng ở trong những câu nói của mình. Chính mình nói giải thoát mà mình lại không giải thoát,
Bởi vì giải thoát thật hay là ngộ thật thì nó đâu có chuyện gì mà để nói đâu. Đó, mình là mỗi lần mình làm việc gì đó mình thấy từ cái tướng, từ hành động, nghĩa là mình biết hết. Cho nên cái tính nhìn giác ngộ đó là cái tâm bất động, mình biết được cái chỗ bất động đó. Đó, cho nên chỗ nó trong lúc động mà tánh chẳng lai đó. Mình động đậy, mình đưa tay đưa xuống, đưa lên đưa xuống, nhưng mà nó đâu có cái động đậy gì đâu. Đó. Đó, cho nên cô hiểu được đó thì cô vào đạo, cô niệm Phật mà cô cũng được giải thoát ở trong thiền, trong giác ngộ, mà chính sự giác ngộ đó cô niệm Phật thì cô vãng sanh rất là cao. Đó, đó vậy đó. Tại con không có hiểu đó, nhưng mà con cái ngạc nhiên của con á là cách đây 2 năm á, con bị ông đó ông chửi, thời nhà con chửi ghê gớm lắm, mà chửi cha mắng mẹ luôn á, mà con về nằm thôi, con không có nói gì hết, mà con không con khởi cái tâm phân biệt là tại sao ông chửi cha mẹ tôi hay là cái gì, con chỉ có nhìn nằm thôi, rồi cũng nó có còn rộng đi, mà em út thì nó bực bội lắm, nó sốc lắm, nó sốc với những cái lời nói người ta chửi, mà con im lặng con không nói gì hết, nhưng mà con không có một cái ý định là con nhịn ổng hay là tại vì con tu, không có bất cứ một thứ gì đó, nhưng mà con vẫn nghe vẫn biết gì thấy rõ ràng, nhưng mà khi mà thầy bây giờ thầy nói thì con hiểu là tất cả những sự vật là tại vì do mình chấp có chấp không, Đó, nhưng cô mà nói cái đoạn này là đúng rồi đó. Cô nói cái đoạn này là bởi vì bên ngoài mình cố chấp ha, cho nên nó là trần gian ham muốn bên ngoài đó, luyến lưu khổ hạnh những ngày vô nương, ai hay ái thủ vô thường. Do mình thích cái đó, mình quyết định cái đó là đúng, là đúng, cho nên mình sanh ra cái. Còn nếu mà mình không, mình ở trong tâm mình, nó ở trong mình khoảnh khắc nào mà nó vô tư đó, thì người ta nói gì ra chữ gì đó mà mình cũng vẫn không thấy cái nghĩa của nó, nghĩa là mình nghe cái âm thanh giống như là tiếng chim hay là gì đó. Cô cái quan trọng là cô thấy được cái kinh nghiệm của cô. Cô biết cái kinh nghiệm tại nhiên tại sao mà cô không có bực mình, cô không có giận hay không có phản đối, nhưng mà cô không nói là cái điều đó là cô trúng hay cô trặc, nhưng mà cô thấy cái trạng thái nó xảy ra trong lúc đó, thì cái đó là nó gọi là có tâm nhưng mà nó vô tâm, tức là mình hãy thấy nó không phải là cô có cái đó, nhưng mà tự nhiên cái tâm thức nó ở trong một khoảnh khắc mà nó thanh bình như vậy, nó trong sáng như vậy, nó giải thoát như vậy đó. Đó, cho nên tức là mình vừa thấy nó vô thường mà mình còn vượt ra cái vô thường, mình hiểu cái tính thường nữa đó. Cho nên cái trong cái văn này cô nghe tiếp nè, ai hay ái thủ vô thường, biết là giải thoát chẳng nương vật việc gì đó. Mẹ mình biết là mình giải thoát, chứ còn nếu cô không biết á thì tự nhiên cô có được cái đó, nhưng mà cô chấp, cô nói tôi được cái đó, tôi được cái này cái kia, rồi cô tự cô chấp, cô thành ra bản ngã, thì cái điều đó nó cũng giảm đi cái phước của mình đó. Con có điều này nữa, con hỏi bây giờ thầy 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 giải ngay chỗ đó thì bây giờ con mới tỏ ra được một chút là con đi về Việt Nam mà con người ta dẫn vô, người ta giới thiệu đây là sư cô này sư cô kia sư cô giới thiệu cho con một loạt, con á con không dám nói với người ta, tự nhiên trong lòng con á, ủa cái sư cô nào cũng như sư cô nào, rồi lát nữa họ cái sư cô đó bắt đầu chạy tôi nói ủa cô đó là cô đức là cô nào, cô nào cô đức là cô này cô, con không thấy cô nào là cô nào mà con chỉ thấy sư cô là sư cô đó, là cái của con ngay đó không có phân biệt đúng không sư đâu. À, cô thấy cái đó là đúng, nhưng mà khi người ta thấy khác thì cô đừng có chấp đó. Cho nên ở đây nói lòng là đó là vô hữu, một khi lòng trong tánh lặng đường đi tuyệt vời, cô không có cái hữu, tức là cô không có cái chấp đó thì đúng. Cô thấy hồi sư cô là cô, chứ cô này cô nói cô này cô kia là ý muốn khoe khoang, muốn giới thiệu, nhưng mà cái điều đó thật sự là điều của người ta chứ không phải điều của cô, thì cô cũng không có dính dấp gì tới cô nói đúng đúng hay trật. Cho nên nói đạo là tâm tự thánh thơi, cái đạo là cái tâm nó tự thánh thơi, chứ nó không
không thể dính dấp. Cho nên mình hãy thấy điều đó mà mình không có so sánh thêm nữa đó. Vậy là con hiểu là bây giờ con biết cái đời sống mình phải sống như thế nào rồi, vậy thôi đúng không? Cô nói cô hiểu là cô hiểu gì? Con hiểu mà không hiểu. Đây đây này, ở đây đây nói cái câu tiếp này, hiểu niệm muốn vì niệm khởi, tức là đạo là tâm tự thánh thơi, muốn vì niệm khởi thấy thời tự đi, tức thấy thời thì nó vượt qua cái mình thấy cái chỗ khởi tâm đó, mình thấy khởi tâm và cái chỗ không khởi tâm đó, thì từ ở trong cái chỗ không khởi tâm đó thì nó gọi là cái hiểu. Còn cái khởi tâm á, nó cũng có cái hiểu, nhưng mà hiểu ở trong đó nó có tướng và vô tướng, nó sẽ phân hai. Còn không có cái tâm, không có tâm á, nó không có niệm á, thì gần như nó không có hiểu gì hết cả, nhưng mà nó rất hiểu. Cho nên cho nên ở đây bữa nói tiếp là niệm là hoa niệm cái chi phải có một vật niệm thì mới sanh. Bởi vì bởi vì tôi đương giảng Krishnamurti, tôi đương giảng về tâm toàn giác ha. Cho nên cô nói nó phù hợp, thành cô nói đâu là tôi lấy trong này tôi giảng ha. Cho nên bởi vì cô có niệm, cô có niệm, cho nên cô nói là cái niệm này nghĩa là tôi không có niệm, không có niệm, nhưng mà cô nghĩ là cô không có niệm và người ta có niệm, thì cái đó nó cô cũng thành niệm. Nhưng mà không có niệm thì cô biết như vậy, mà cô không có sanh cái tâm, sanh tâm dễ cả. Bởi vì tôi phân tích cho nên tôi phải nói điều đó, chứ không thôi thì cô nói tôi cũng thấy nó an toàn, nó không có chuyện cả. Nhưng mà để cho nó được trong suốt, nó được tinh vi thì tôi nói thêm cái điều đó cho cô ha. Thôi được rồi hả? Cô nếu mà cô có gì không biết hay thắc mắc thì bữa mai bữa mốt gì đó cô cứ hỏi ha. Đó. Cho nên cái cô coi tiếp đi nghe. Cho nên nó niệm với vật là hai thấy rành. Bởi vì cái niệm tức là cái ý của mình biết trong vật. Khi mà cái niệm nổi lên á thì mình bị cái vật đó, cho nên mình nó tụ cái thức biết đó. Cho nên nó gọi là niệm. Bởi vì sao? Bởi cái chỗ này nó tinh vi, bởi vì cái hiện tượng, cái hình ảnh, cái tên hay là cái gì nó nổi lên. Nhưng mà nếu không có ý thức, nếu mình biết cái vô niệm thì cái đó nó cũng là vô niệm. Cũng như bây giờ tôi đang biết cái chỗ đó, cho nên tôi đang giảng này ngoài kia mấy con chó nó ồn ào, có người không có người, nhưng mà tôi cũng thấy nó không có chuyện gì cả, nó vô niệm. Ví dụ vậy đó. Còn nếu mà tôi có cái ý thức chỗ đó là tự nhiên tôi thấy nó khác, nó vô niệm. Thấy thì thấy, nhưng mà nó không phải là cái chỗ trở ngại. Cho nên niệm với vật là hai thấy rành, hai này là chỗ diệt sanh vô thường. Tôi biết chuyện đó, bây giờ nó con cháu nó có sủa rồi tôi cũng biết, nó qua đi không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả. Mà giả thiết có chuyện gì thì cũng sao. Cho nên lìa niệm vô tướng không lường, điểm từ vô điểm tâm thường trụ không. Cho nên mình thấy cái cõi lòng của mình xác định cái đạo, cái sự giác ngộ qua cái tâm tưởng của mình, qua cái niệm của mình, giữa cái có và cái không. Còn cái không đó thật sự nó là không, chứ không phải là mình muốn không, hay là nó là thành cái tên không, chân không đồ này kia. Tất cả những cái đó là không có dính dấp gì tới cái không thật hay cả. Bởi vì cái không thật nó là cái nguyên lý của tính không, cái nguyên lý của bát nhã. Cho nên mình thấy nó chứ không phải là mình nói nó. Mình nói nó, mình ý thức nó thì nó lại trở thành cái có cái không. Nhưng còn mình ý thức nó thì nó không lại gì cả. Cái gì đó. Cho nên cái điểm nó từ cái vô điểm, lìa niệm vô tướng không lường, tức là không có lượng định. Cái lìa cái niệm á, thì không có tướng suy lường. Bởi suy lường đắn đo đó thì tức là niệm. Mà trong đó nó âm thầm tham sân, nó ở trong cái niệm đó. Điểm từ vô điểm, cái điểm đó từ cái vô điểm là sao? Bởi vì mình thấy cái niệm là vô niệm, cho nên mình thấy cái niệm cũng như trong cái tâm mình không chuyện gì thì tất cả cái xảy ra nó đều trống không. Nó trống không nhưng mà không phải là mình không biết, nó không phải là chưa như chưa có. Cái có và cái không nó đồng nhau ở trong cái tâm mà thanh tịnh vô vi của mình. Thành cái chỗ mà ngộ này, cái chỗ này mình phải tế nhị mà phân tích,
chứ không khéo thì mình tự chấp có chấp không, rồi mình khi mình cũng thấy không, mà mình khi vừa thấy không mình chấp không, mình nói không có gì không có gì, rồi ai nói có thì tự nhiên mình cãi lại, mình phân biện được, thì cái đó trật là. Cho nên nó lìa niệm vô tướng không lường, điểm từ vô điểm tâm thường tự không. Đó. Đạo là vô niệm ở lầm, hữu niệm thì bị trói trong cột ngoài quá rõ rồi. Cái đạo là cái chỗ vô niệm, cái chữ đạo là cái không tâm, không tánh, là niết bàn, là bát nhã. Nó là cái sự hiểu biết mà trong sạch, trong sáng. Và nó dù nó có làm bất cứ cái gì nó cũng trượt qua hết, cũng như vô số cái giọt nước mà nó nhẹ, nó nhiễu, nó giọt ở trên cái lá môn, trên cái cọng sen, nó cũng chảy hết, cọng sen nó không dính. Mà cọng sen đó nó cũng, cái lá sen đó nó không có nói nó là lá sen, và nó cũng không có biết nó là lá sen, bởi vì tự tánh nó không nhiễm, không dính. Nhưng mà cái giọt nước nó nhỏ vô thì nó nhỏ vô, chứ không phải là nó không nhỏ vô. Cho nên nó không có cái không và nó không có cái có. Cho nên tất cả những điều đó là những cái điều mà nó xảy ra như một cái tính chất thiên nhiên, tự nhiên. Đó. Cho nên mới nói là điểm từ vô điểm, tức là cái có từ cái không có. Cho nên cái tâm nó trở thành không, từ cái không có mà mình thấy cái có nó thành không. Đó. Chứ không phải là mình nói không, mình nói không nhưng mà ví dụ như trước mắt mình thấy cái gì nó cũng... Bởi vì cái không này nó lạ lắm, bây giờ dù có làm có nó cũng thành không, bởi nó không có tâm. Bởi cũng như bây giờ tôi nói tôi không có uống nước mà thấy tôi uống nước thì cái chuyện này người ta không chấp nhận được, nhưng mà tôi thấy tôi không có uống nước mà tôi vẫn uống nước, cái chuyện này tôi nói thật chứ không phải là mình chơi chữ đâu. Cho nên do như vậy đời sống này nó không có trở ngại, là chính từ mình đoạt được cái chân lý đó. Cho nên cuối cùng đến khi người ta chết đó, người ta không thấy cái chết. Vì thế cho nên người ta mới thấy cái niết bàn, tức là cái không là dễ cả. Hoặc là người ta thấy tâm không, hoặc là người có phước thì họ thấy Phật, hoặc là họ nhớ niệm Phật thì tự nhiên họ thoát luôn cả tâm, mà cả cái cảnh, nghĩa là thay vì cảnh đầu thai cảnh kế tiếp đó thì người ta vẫn sanh, nó được cả hai đó. Vì thế cho nên cái vấn đề mình phải chứng nghiệm, mà cái chứng nghiệm giải thoát đó nó phải phân tích kỹ lưỡng nó mới thấy được. Chứ nếu không là bởi vì mình xác định cái chữ đạo là cái vô niệm, đây là đạo là vô niệm ở lòng đó. Bởi vì tôi cái này nó đã dịch ra rồi và tôi cũng không có đủ khả năng, chứ nếu nếu nó là nguyên nguyên tác nó bằng tiếng Anh mà cái bản này nó bằng tiếng Pháp của Hòa Thượng Huệ Hải, và tôi làm lại là bằng bằng thơ bằng tiếng Việt đó, nữa. À thầy nghe đây. Chà. Cô có cái hình này cũng hay lắm hả? Hả? Con Liên Phương á. À là đệ tử thầy đó hả? Dạ, nãy con nói chuyện với sư phụ á. Ồ. Dạ. À. Cô ở đâu? Cô nói lại cho thầy nhớ thầy. Con đang ở Úc á, sư phụ. À, cô đừng ở Úc hả? À. Bởi vì mới đây thì có người ở Canada cho nên cô nói chuyện thầy hồi sớm hả? Dạ, đúng rồi, mới nãy con nói chuyện với sư phụ. À, hồi nãy là hồi thầy chưa giảng đó. Ừ. Dạ, hai chị em con á. À rồi, bây giờ rồi cô ở Úc thì cô nói chuyện gì ở bên Úc thầy nghe bước. Dạ, con thì hiện tại bây giờ thì con chưa có gặp cái gì mà bùng vỡ hết, nhưng mà con chỉ muốn kể cho sư phụ và mọi người ở trong phòng được nghe thôi, được nghe cái câu chuyện mà con trải qua mà thấy không? Những người khác đó sư phụ. À, con có người bạn á, cái người bạn nó hỏi con là cái tâm nó bao nhiêu ký. Ừ. Dạ cái lúc đó là con chưa có tu của sư phụ. Ừ. Hỏi con cái tâm nó cái tâm của mình nó nặng bao nhiêu ký. Ừ. Xong rồi con nói chứ thì lúc đó con đi chùa nhưng mà con không có hiểu là cái tâm như thế nào, con cũng không hiểu lắm. Xong rồi con chỉ nói là cái tâm nó giống là không mà sao mà nó có ký. Ừ. Đúng không sư phụ? Ừ, nó đúng mà nó không đúng.
Dạ thì lúc đó con không có hiểu lắm, mà con Cô hiểu thì cô cũng nói cái tâm lúc nó đó con nạn, chưa, nó nạn dạ bàn tất lúc đó cả con thế cũng chưa giới có này. hoàn hảo lắm. Dạ xong cái nó hỏi con vậy, hỏi con nó đố con nó là tâm nó bao nhiêu ký, xong con nói cái tâm nó là không mà sao đâu có ký. Xong cái nó hỏi con vậy á, xong cái nó cũng không không nói lại được. Con nghĩ chắc nó cũng nó cái trình độ học của nó cũng giống như con vậy á. Dạ xong cái nó hỏi cái nó hỏi con là vậy biết tại sao cái tâm nó không có ký. Xong con nói tại vì mình là không mà, là ngũ uẩn giai không mà, chứ đâu có cái gì đâu mà gọi ký. Đúng không sư phụ? Cô biết không, thầy hỏi cô hả, bây giờ biết sao cô nói được không? Dạ tại sao sư phụ? Tại cô không biết. Cái Dạ tâm con không biết, nó nhưng mà không có con ký nghĩ mà là nó con cũng sẽ không có không ký. Cho nên nếu nếu dạ nếu cô cũng có thể nói sai, nhưng mà cô nói vậy nó đúng hơn. Cái dạ tâm là nó có, nhưng mà nó nặng quá, nó không có ai cân được hết cả. Nghĩa là cũng như dạ là Phật hay là tâm hay chúng sanh hay là trời người, nghĩa là Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả đều là tâm. Nhưng hễ mình sanh ra trí, mình sanh ra niệm thì nó trở thành có, nó sanh ra hữu. Còn nếu mình không sanh ra thì tất cả đều tâm. Cho dạ nên ta là cái đó. Trong Mara nó là Amdat, tức là ta là cái đó. Tức là tất cả cái gì mình thấy, mình nghe, tất cả mà mình không sanh ra cái niệm thứ hai á, mình không sanh ra dạ nghĩ biết nhớ đó, thì nó là tâm. Còn nếu mình dạ sanh ra nghĩ biết nhớ uẩn tình, nghĩa là trong năm uẩn á, thì nó là thức. dạ Và thức là tức là cái biết. Cho nên dù mình dạ biết tới đâu đi nữa thì mình cũng không thể chỉ tâm được. Mà nếu mình biết dạ rồi thì mình chỉ một ngón tay nó cũng là tâm. Mà nó mình dạ chỉ một cái vòng tròn trống rỗng nó cũng là tâm. Cho dạ nên nó tất cả cái tâm á, bởi vì sao? Bởi vì nó không hình không tướng không tên, nhưng mà không phải là không có không hình, có cái không tướng không tên, nhưng mà nó ở trong tất cả sự vật, nhưng mà mình không có khởi ý, không có vọng tưởng, không có khái niệm, thì ở chính cái chỗ mà không khái niệm đó là nó tâm. Cho nên cái tâm là nó vô niệm, nếu mà niệm là cái thức, thành cái vô, trong cái vô niệm đó nhìn tất cả sự vật nó đều là không, nó đều là không. Dạ. Đó. Cho nên mình nhìn cái gì nó cũng thấy qua cái kiến màu ở trong cái thức của mình đó. Dạ. Nhưng mà cô như vậy là cô cũng sáng lắm. Dạ. Xong rồi cái con trả lời con trả lời lại bạn ấy cũng không biết trả lời con sao luôn. Thì con thấy hai đứa nó cũng ngang hàng với nhau. Cái xong như thế đó, xong cái nó hỏi tiếp con là gì là vậy, ngũ uẩn giai không là cái gì? Xong con cũng nói lại, con nói chứ thì bộ không có đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh ngũ uẩn giai không hả? Cái xong con nói, xong cái nói ngũ uẩn giai không là cái ngũ uẩn là cái không, là nó không phải là, nó không phải là cái gì, nó không có cũng ngũ uẩn nó không có cho nên nó mới là giai không. Cái xong rồi cái nó cái kiểu mà con nghĩ là cái lúc đó con cũng không có hiểu gì về về Phật pháp lắm, cho nên con cứ trả lời đại, cứ lời ùn vậy á, cho nên con hỏi sư phụ là những gì con nói là con muốn sư phụ giảng thêm cho con hiểu là những cái lời, cái câu trả lời đó của con là nó được bao nhiêu, được được bao nhiêu, là đúng hay hay đúng hay sai á sư phụ. Dạ Bây giờ thầy 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 nói cô nghe hả? dạ Khi cô nói, cô thấy cô thấy cô đang nói không? thấy À, cô đang nói là cô thấy cái gì nó làm cho cô nói không? thấy cái gì là con nói À, nghĩa là thay thay vì cô không có cái biết, hoặc là cô không không có vấn đề cô nói. Nhưng mà khi cô nói là cô có cái biết để mà nói, phải không? Mà cái biết này nó còn cái biết nghĩa là cạnh tranh lương thiện nữa. Cái biết này nghĩa là tức là cái biết nó có cái tướng đúng, tướng sai, tướng phải, tướng quấy. Cô nói thì cô muốn nói là cái đúng, chứ cô không nói quấy. Nhưng mà tướng đúng hay tướng sai nó đều là tướng. Mà cái lời đó tức là khái niệm, tức là niệm. Cái niệm niệm đúng, niệm sai, niệm cao thượng hay là niệm thấp hèn, nó đều là niệm.
Nhưng mà cái tâm thật sự là nó không có niệm. Cái Dạ, tâm thật dạ, sự dạ, dạ thì đúng. về tướng là nó không có phân biệt, tức là nó không có Dạ. dấn Dạ. nhãn. Rồi cho nên do như vậy cô nói đúng, nhưng mà cái đúng này nó chưa vào trung tâm ha. Dạ, nó chỉ sơ sơ một chút thôi ạ. Đó cho nó chỉ sơ sơ, cho nên lần lần cô phải đi đúng vào trong một cái lỗ đen lỗ trán này nó xóa luôn. Đó, thì tự Thì nhiên giờ cô cái hồi xưa con cũng không hiểu gì nhiều đó, thì con cũng cũng trả lời đại cho nó ùn vậy đó, chúng chúng tại con đọc kinh, con hay đi chùa đọc kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì con trả lời được, coi như con trả lời. Thì sau này thế không á, bây giờ con biết cái vô niệm niệm và vô niệm là như thế nào. Xong cái thỉnh thoảng con nhiều lúc con đi làm, khi con lái xe á sư phụ, xong rồi con hay niệm, có cứ như là mấy cái niệm trong đầu của mình quá nhiều á, con tự nói với nó, con nói mày im đi để cho tao niệm Phật tao con tự nói vậy á. Xong cái con nói xong tự nhiên nó hết niệm á sư phụ. Con nô nói vậy Dạ nó thỏa mãn cái bản ngã rồi, nó đâu còn niệm dạ nó im này kia đó. Cho nên dạ nói cái này thầy nói bởi vì đây là cái diễn đàn tự do dạ chứ chứ còn nếu mà thầy giảng mà nghiêm túc như như các vị thầy các vị tôn túc thì cô nói như vậy là không đúng ha. dạ Nhưng mà đây là dạ dẫn đường đường tự do, nghĩa là bình đẳng, nghĩa là dạ chúng sanh bình đẳng, cho nên thôi cô nói vậy thì tốt rồi. Thì nếu mà khi nào mà cô có cái câu hỏi gì khó khăn ấy, thì cô cứ đưa lên nói để mình gợi nhớ lại cho tất cả các bạn học đạo là luôn luôn mình phải có cái trí phân biệt, tức là cái sai biệt Dạ. trí. Mình có Dạ sai biệt dạ. trí bởi vì mình có cái chánh trí rồi đó, nhưng mà mình phải có cái sai biệt trí để mình sàng lọc tất cả những cái gì mà nó thiếu chánh kiến, nó Dạ. định vị sai đó. Dạ. Rồi nha. Dạ A Di Đà Phật, con cảm ơn sư phụ ạ. Rồi Sư phụ ơi, cảm sao gì chị nữa. muốn nói gì đó không? Chị con muốn hỏi sư phụ đi sư phụ. Rồi rồi chị đâu, mặt chị đâu? Dạ. Dạ Alo. ủa chị sao thấy cũng trẻ măng Giống không? Giống không thầy? giống chứ giống mà có ra vẻ cô cũng còn trẻ quá. Ở Úc hả? Dạ, hai chị em ở chung á. Ở Úc rồi. Dạ. Rồi cô cứ hỏi đi. Con muốn hỏi thầy là bình thường á, con nhìn ai á là con không có biết mặt người đó như thế nào thế nào. Chẳng hạn như có những người người ta coi bói đó thầy, người ta nhìn mặt á là người ta biết người đó như thế nào thế nào. Còn con thì vô tri vô giác, vẫn như người bình thường, không có một cái căn cơ gì có bói cho ai hết trơn á. Thì con mới gần đây con mới về Việt Nam con chơi, xong rồi tự nhiên con gặp một người mà ở trong cái đám đông á, nhưng mà con không biết người đó, con không có thân thiết gì người đó lắm đâu, chỉ là chào hỏi gì thôi. Thì tự nhiên á, cái thấy của con mới sạc, cái người đó đứng trước mặt con thì dĩ nhiên là con phải nhìn thấy thôi. Tự nhiên cái trong đầu của con á nói là bà này bà cô bói á, tự nhiên á nó chợt ra một cái câu mà bà này bà cô bói gì đó. Cô Thì nói xong à, cô xong nói rồi à, người ta nói. là cái con không có niệm cái gì hết Cô trơn, nói nó à, không còn niệm Phật nữa. cô nói người ta coi bói hả? Dạ mà con không biết bà đó là ai hết á, Vậy tự là nhiên á cô thì lại lại khi cô mà bà bói cho bà người đó ta đứng trước rồi. mặt con tự nhiên trong đầu của con á, trong đầu của con tự nhiên nó nhảy ra cái câu bà này bà có bối. Mà từ trước đến giờ từ nhỏ đến lớn con không có biết nhìn mặt người ta là biết người ta có bối hay không, vô tri vô giác lắm. Rồi rồi nhưng mà Xong rồi cô muốn nói là cái tại sao cô nói như vậy phải không? Hay sao? dạ cái lúc đó là giống như là cái cặp mắt của con á, con thấy là con nhìn cái bà đó là bà đã bắt con bối á, vậy thôi à. Rồi rồi cái Nhưng lúc đó mà biết rồi, nhưng mà bây giờ cô muốn biết là tại sao cô nói như vậy phải dạ không? dạ Là bởi vì cô có con đang thấy của con là như vậy. cô có lẽ là cô có nghiệp coi bói cho nên cô thấy người ta cô định vị người ta cách này hay cách kia. Có lẽ là có khi cô nói trúng không biết chừng ha. Thì Hoặc có chứ, là giờ con nhìn mặt người ta con đâu có biết có bói gì đâu thầy. thì cô không biết cái biết của cô là cái học bây giờ, còn còn cái nghiệp của cô là nghiệp coi bói cho nên cô nhìn người ta cô phân biệt, cô nói là bà này bói bà không bói, hay là bói tức là mình nói nhưng mà không chắc là trúng hay trật, thì có khi nó 70% trúng 30% trật gì đó.
thì cô cứ nghĩ là hồi xưa chắc là mình cũng có cái nghề coi bói, cho nên do vậy mình mới bói người ta, có khi nó trúng thì cái nghề đó bây giờ nó còn đậm hơn, mình kiếm ăn được, mình mở tiệm được. Còn nếu mà cô bói nó trật thì thôi cô bỏ đi đó, thì cho nên cái chuyện này là cũng mình cũng không nên nghi. Cái chuyện cô có thể xảy ra vô số những cái ý niệm sai biệt như vậy đó ha. Nhưng mà từ trước đến giờ con không có kiểu như vậy đâu nghe thầy. À, thì không có thì bây Nhưng giờ mà nó có, cứ như cũng như là mấy ngày nay cô đâu có hỏi chuyện này, mà bây giờ tới giờ ta giảng thì cô hỏi chuyện này nó cũng phù hợp thôi, thì cô cũng bói đúng thì như con cũng vậy. biết là nhưng mà cái đó là một cái sự tình cờ thôi thầy. Cái sau một lát hồi sau cái tự nhiên con thấy bà ngồi bên kia bà có bói cho người ta. À. Cái lúc mà con nói á, con nói bà này bà có bói xong rồi đó tự nhiên con quên luôn. Giống như Ừ. là con chỉ thấy qua vậy thôi ạ. Nhưng mà Ừ. cho nên con muốn chắc, con muốn hỏi là nhiều khi cái thấy của con đó là con như nhiều là con thấy vậy thôi hay là cái thấy của con. Chứ từ trước giờ con đâu có biết con bói cho ai đâu. À, thì vậy là cô là tổ tổ bói, cô không có nấy, cô còn có người ta thì người ta bói bói còn thấp, còn cô thì cô nhìn cái cô biết rồi thì tao vậy là cô tốt rồi, thôi được rồi, cô tu được rồi, vậy là cô biết là cô chân tu, cô nghĩa là cô coi cho người ta được thì cô cũng coi cho cô được, cô linh tính lắm hả. Ừ, đó cho nên cô còn cái câu nào khác hơn cô bói không? Dạ con, sư phụ. Ôi. Dạ con, sư phụ. Hả? Sao? Con cũng tương tự giống vậy á. Thì vậy đó, cho nên thầy thì thầy thấy cái ý của cô, cái chỗ cô nói mà thầy nói vậy thôi, chứ thầy cũng không có biết. Thầy nói theo giáo lý ha, để mình có cái nghiệp gì, mình có phát âm gì thì tức là mình có nghiệp đó, tức là đời trước mình có cái đó, mình nghĩ bây giờ nó hiện ra khiến cho mình nghĩ, mà nghĩ mạnh ấy, thì mình hành động mình làm đó. Nhưng mà chỉ có cái chỗ mà cứu độ được là mình luôn luôn mình ý thức được mình đang làm gì, mình đang nói gì ha, mình đang biết gì, tức là cái biết của mình, cái ý thức của mình đó, nó là cái chỗ bất diệt, bất sanh bất diệt là cái tâm. Còn tất cả cái xảy ra đó là nghiệp ha, cái xảy đó là nghiệp. À, cho nên do như vậy mình phải tu, mình cô phải phải theo dõi cái chỗ mà trước khi mình nghĩ mình biết và sau đó là cái gì nó sanh ra rồi nó không có tồn tại. Nếu mà cô nghĩ cạn ít thì cô hiểu được cái lẽ vô thường, và tất cả cái chỗ đó nó bận lòng lắm, nó làm cho mình bận tâm vô ích, cho nên nó trở thành cái niệm, trở thành cái khổ đó. Và cô hiểu, còn nếu mà cô hiểu được cái chỗ sâu rộng thì cô thấy là cái này nó xảy ra từ cái chỗ mà mình chưa biết chưa có, thì cô trở lại cái nguồn gốc của nó, thì cô thấy cái không tâm, vô tâm vô niệm thì cô được giải thoát. Còn bây giờ mình biết cái đó đúng hay là không đúng gì đó thì thật sự nó là thêm ra một cái nhớ nữa, và khi cô nhớ như vậy là cô cũng phấn khởi hứng thú, cô có sanh ra cái bản ngã, phải không? Cô cảm thấy là mình cũng khá lắm chứ bây giờ. Đó, thì cái chỗ chỗ đó nó sanh ra cảm giác nó. Ừ. Dạ Rồi. con, thưa sư phụ, con là con em nè sư phụ. À, thì cô là cô Dạ em. con cũng muốn chia sẻ nè với đồng mà các bạn đồng tu á. Hồi xưa con cũng vậy sư phụ, Ừ. con không phải là người có bối gì, nhưng mà con nhìn người nào á, con giống như là con có cái cảm giác giống như là ở cái người đó sắp chết vậy sư phụ. Ừ. Xong rồi cái con đoán được cái thời gian họ 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 sẽ chết nữa đó. Ừ. Dạ xong con nhìn mấy người vậy á, cũng y chang á, cũng đúng như là đúng đúng như chất như luôn sư phụ. Thì cái này Xong á, rồi con thắp nhang con xin Phật á, con nói với Phật đó là con không có muốn biết được mấy cái đó, con không muốn biết mấy cái chuyện đó được cho con biết. ừ, thầy cô cái đó là đúng, cho nên bây giờ cô thầy chỉ cho cô một cái này ha. Bây giờ cô tu nó tiến hóa rồi, cho nên cô phải giữ giới đây nè. Ở đây giới là tâm lượng thẳng ngay nè, tu hành thờ Phật là thờ tâm không ha. À, cho nên bây giờ là cô phải giữ giới, là cô thẳng ngay, cô thấy cô nói thì cô biết cô nói vậy thôi, chứ mà cô không để lầm, cô không có nghĩ là cái này mình ghê gớm gì lắm ha. nó Dạ nó dạ nó dạ bởi vì dạ vâng. cô biết nhiều, và cô cái đó là thật sự đời trước cô có cái linh tính, cô có tu cái gì đó có linh tính, thì cái này nó cũng là cái thiện chứ không phải là ác. Nhưng mà Dạ.
Bây giờ cô muốn trong sáng nữa thì cô đừng có chấp, bây giờ cô cũng không cần nhớ cái đó làm gì, mình biết hay không biết cũng vậy thôi Dạ ha. Cho nên dạ tu hành thờ Phật là thờ tâm không đó, tâm không dạ thờ đó. Nhưng mà cô cũng không không nghĩ là cô chấp hay là không chấp, nhưng mà cô không có chấp cái đúng cái sai, cái phải cái quấy đó, cái mình được đó, tức là cái giới là dạ giới hạn đó. Mà nếu mình cô cho cái đó là phải, là cô khá khiết hay là cô ghê gớm, hay là cái đó nó tạo thành cái chỗ nhớ, cái bản ngã của mình, thành mình lại thành ra một cái nghiệp mà mình tưởng mình ghê gớm lắm. Cho nên tâm không thờ, thờ giới là lầm nè, bởi vì giới trói thì tâm phiền hoài ha. Bởi vì tôi Dạ giảng cái này là tới cái độ giới, thầy cô phải giữ giới hả? Đó, dạ dạ ừ. dạ Bởi vì giới dạ từ con dạ mà con hồi xưa á, con không có suy nghĩ cái gì hết trơn á, con thấy mấy 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 cái chuyện đó con thấy nó con không có được vui á, cho nên con không có muốn thấy, con cũng không có muốn biết mấy cái chuyện đó. Xong rồi con xin Phật á, là con xin Phật là con, là con nói là con không có muốn biết mấy cái chuyện đó, đừng có cho con biết, con nói vậy thôi à. Rồi ông có hứa không? Ông có Dạ không hứa biết, ông, nếu ông hứa thì không bây giờ ông phải nhớ, cho nên cô không xin cô không nhớ nữa hả? Cho dạ nên từ đó bước con hết luôn, à. cũng như là từ đó con nhìn ai con cũng không có thấy nữa. Cho nên bước nói là kêu bằng Dạ cái ngã mà tiêu diệt thì không giới gì, giới giữ giới để diệt thức tâm hả? Để diệt cái giới là để không còn cái tâm gì nữa hay cả. Cho dạ nên thức mà tiêu diệt thì không giới gì, cho nên bây giờ cô trở thành cái vô niệm đi, cô trở thành cái tâm không đi, là cô hiểu được Phật và cô với Phật là một, là bởi vì nó đều là không tâm hả? Còn nếu có tâm thì nó là có nghiệp, có nghĩa có tâm này tức là niệm á, chứ còn không phải là cái chân tâm thực. Cái tâm này là cái thức tưởng, thức niệm, tức là nó từ cái nghiệp nhớ, nghiệp biết nên đó. Cho nên mới nói là nguyên từ tự tánh mọi loài thanh cao. Cô cứ nghĩ là mọi cái tướng ngoài cũng giống như cái tướng sóng ở trên nước vậy, nó là cái từ nước nó nổi lên rồi nó trở lại sóng, chứ không có gì, tất cả mọi chúng sanh nó nổi lên cái hình tướng rồi nó trở lại cái im im ắng, cũng giống như mọi con người sinh ra không biết từ đâu, cái rồi rồi sau chết đi cái nó cũng tan biến hết trơn, rồi nó lại xóa đi làm lại hoài hoài. Cho nên thế giới này nó mệt mỏi, nếu mình chấp đó thì là mình có dính vào đó. Còn bây giờ cô ý thức cái không, ý thức cái vô niệm, và bằng cái tính chất là cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật lâu rồi nó quen thuộc, thì ở trong tâm cô chỉ nghĩ tới Phật thôi. Và khi cô ngồi trên hoa sen, khi mà cô vãng sanh, cô lên cái hoa sen rồi thì cô ngồi cô y như cành sen, nó không có là gì cả. Cho nên con sư phụ biết không, sáng con ngủ dậy con niệm Phật, đi làm con cũng niệm Phật, con niệm Phật tới đó con đi về luôn, con về xong tối nằm con ngủ con niệm Phật. Mà ngộ lắm sư phụ, mà hồi đó cái mấy clip mà sư phụ dạy thiền minh sát á, mà con nằm xuống thì con cũng nằm thiền minh sát như sư phụ dạy gì đó, mà con nằm lát là con nhẹ đi á, xong rồi con cảm thấy cái người của con nó đi giống như nó lột vỏ chuối gì đó, nó muốn đi ra vậy sư phụ, nó rất là dễ, Thì con cái sợ con muốn đi. hâm hâm nó đúng rồi, bởi vì trong cái nhẹ đó, nhưng mà cô có thể là cô tạm thời duy trì cái nhẹ và cái không đó, nhưng mà rồi rốt cuộc mình cũng quen luôn, mình trở thành một con người cũng như là nó chưa có biết gì, không có gì đó, thì nó mới hợp với đạo được. Còn dù mình có mà có bất cứ cái gì trong tâm đó thì cái tâm mình nó cũng mệt mỏi, nó chật chội đó. Cho nên cũng như cái không là nó không có gì, nhưng mà mình chứa cái không thì nó cũng cũng mệt đó. Vì thế cho nên cái không hay là cái có hay là này kia thật sự là do mình chấp thôi, do mình ý thức cái điều đó, và khi mình ý thức thì nó thành ra cái thức ý, tức là cái thức của mình nó trở thành cái niệm đó, trở thành cái tướng đó, cái hình đó. Cho nên do như vậy nó trở thành một cái sự mà tái sinh để làm cái gì gắn, nghĩa là nó giống gần như cái đó đó. Cũng như là ví dụ như nếu mà cô ý thức rằng mình biết được cái này cái kia, mình nói người ta trúng hay này kia, cô này nghĩ là mình có thể là mình ngon với thầy bói hay không thầy bói, thì sau này cái điều đó, cái sự hãnh diện, cái sự vô tâm đó, vô tâm nhưng mà nó biết nó có cái đó thì nó lại trở thành cái đó.
Bởi vì Dạ. cái sức mạnh đó là cái có, cái đầu thai là Dạ. cái gì mình có chứ không phải cái gì mình không có. Hễ mình có cái gì thì mình đến gần cái đó rồi nó mình tái sinh, nó có thể nó sai khác người hay vật, nhưng mà nó méo mó, nhưng mà nó từ cái lòng tham hoặc là cái hy vọng hoặc là cái tướng của mình đó là nó biến đổi. Cho nên tất cả cái hữu tướng đó, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nó đều là vọng tưởng. Cho nên bây giờ cô chỉ nhất tâm niệm Phật thôi, cô niệm Phật rồi tự nhiên nó trở thành Phật. Khi mà cô gần ông Phật rồi thì khi mà cô nói cô nghĩ cái gì ra là ông ngồi gần đó, ông biết, ông đưa tay ông chỉ cho cô thì tự nhiên cô sẽ giải thoát luôn Dạ. ha. Ừ. Rồi giờ để Dạ thầy con. giảng Dạ. thôi, cô nói Con thì thầy. con không có dám nghĩ cái gì hết Ừ. trơn, Rồi con rồi không rồi có bây tư giờ duy lắm. bây giờ cô nói tới đây thôi nha, nghĩa là Dạ, cái giờ dạ, cô dạ A Di Đà Phật. rồi rồi Dạ. cho Dạ, cái giờ cô ok tới con đây thì bây giờ. con xin phép sư phụ ạ. Rồi Dạ, rồi rồi bây giờ dạ con cô cứ nghe tiếp đi, cô nghe tiếp nhưng mà cô dạ khỏi con nói nghe. nữa rồi. Dạ. Rồi. Thức là mê tại trí ti, tức là cái thức mình mê cái tri của mình đó, tức là cái tri mình nó sanh ra, cái biết mình nó sanh ra đó, thì là mình mê chỗ đó cho nên nó thành ra thức, chứ cái thức nó không có phải có thật. Bởi vì nó tất cả mọi cái người ta khó mà phân biệt tâm chỗ nào, thức chỗ nào, cho nên gọi là thức là mê tại trí ti. Cái chỗ biết của mình nó có tướng có hình, nhưng mà mình biết cái đó nhưng mà mình không mê, thì cái đó, cái thức đó nó vẫn thành tâm. Còn nếu mình mê cái đó thì cái đó nó trở thành thức, tức là gọi là trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhược ly thiền trần đó. Mà bây giờ mình chấp trần thì nó thành thức, ly trần thì nó thành giác, nghĩa là nhược ly thiền trần đó, mà phân biệt đó, tức là mình biết nhưng mà mình không có chấp, cái chấp nó trở thành. Còn cái chỗ mà không chấp thì nó cũng cái đó nhưng mà nó trở thành vô. Cho nên cái vô không phải là cái không, nhưng mà do cái không chấp của mình. Cho nên thức là mê tại trí ti, biết thức sanh diệt trí ti đặng nào. Mình biết cái sự sanh diệt diệt của thức á, thì thật sự mình không có chấp. Tức là cái biết của mình đó, nó nay nó biết cái này, mai nó biết cái kia. Nhưng mà mình không biết là cái nguyên lý là cái tánh biết đó là nó mới thật. Còn cái biết á, cái biết mà có chủ thể, khách thể đó, cái biết này là vọng tưởng, là đối tượng, cho nên mình biết cho nó rành rãi vậy thì mình mới có thể yên tâm được. Còn nếu không mình nói sao mình có tánh biết rồi mà sao mình cứ lộn xộn hoài, sao mình cứ nghi ngờ, mình cứ sanh ra đủ thứ chuyện, đúng thì mình tưởng sai, sai tưởng đúng, mà mình sợ hãi đủ thứ ấy. Mình làm gì chút mình cũng sợ đây là nghiệp, đây là không nghiệp được. Thế mà mình thoát được một cái gì thì mình sanh ra cái chấp, mình hí hửng, mình trở thành bản ngã. Còn nếu mình có một chút gì đó cái rồi mình trở thành sợ hãi, trở thành nghi, mà nghi sợ hãi thì cái tướng đó nó còn đậm đà trong lòng mình nữa. Cho nên nó phân biệt lòng còn thấp cao, vô phân biệt ấy là thanh cao nhẹ nhàng. Cho nên không có cái gì nó mạnh mẽ hơn là cái không không phân biệt. Nhưng mà mình phải biết cái không phân biệt là cái giác ngộ, còn mình không phân biệt là cái tu, không phân biệt là cái thức đó mình tu hành. Tức là mình lấy cái không phân biệt để bỏ đi tất cả sự phân biệt. Thì cái đó là nó còn trong vị tu, còn mình cùng với cái không phân biệt là cái chỗ đó mình đã thành quả. Đó. Cho nên vô phân biệt ấy thanh cao nhẹ nhàng, bao giờ tính chẳng bàng hoàng, tức là mình không có loạn soạn nghi ngờ hay là không có ấy nữa, thì thức kia biến loại ngân hàng chữ tâm. Mình thấy ở trong cái văn này nó rất rõ ràng mà rất sáng sủa, chứ không phải nói cao nói xa mà mình không hiểu được. Cho nên bao giờ tính chẳng bằng hoàng, thức kia biến loại ngân hàng chữ tâm, cũng như cái niệm nó trở thành vô niệm. Mình niệm Phật mà mình niệm nó thanh tịnh rồi thì cái niệm đó là cũng như vô niệm, nó đâu có trở ngại gì. Mà khi mình biết được cái vô niệm rồi thì bây giờ dù một cái niệm, một cái mình nói chuyện hay này kia nó cũng vô niệm, nó không có rối loạn đó. Còn mình không biết thì mình nói chuyện thì nó là cái tinh ở trong cái tâm của mình nó loạn, tức là sau khi mình nói rồi nó còn bàng hoàng, nó nhớ chuyện này chuyện kia, nó cho nên cái chỗ tu đó mà mình không tế nhị thì mình không thể phân biệt nổi. Mà mình không phân biệt nữa thì tự nhiên cái mình chỉ có cái nhân mơ hồ thôi chứ quả không đến. Cái nhân của mình là do mình nghe mình biết chánh nghĩa chánh lý,
nhưng mà mình chưa vào được thì nó không có gọi là chứng được. Cho nên lìa thức sinh diệt không không lầm, nhẹ nhàng tự thấy thân tâm diệu quyền. Lúc bây giờ mình lìa cái thức rồi thì cái thân tâm mình nó kỳ diệu, nó diệu quyền. Mà cái chuyện chỗ này mình thấy rồi, mình cũng không cần nói lên hay là mình khoe khoang hay là biết không biết gì cũng vậy. Cho nên nó theo thức thì lòng đảo điên, bình tâm vô trú là miền tự do. Đó. Cho nên cái chuyện tu hành nó rất là dễ, nó rất là đơn giản. Đó. Còn mình sanh ra niệm, mình sanh ra tất cả cái ngũ ấm thì cái này không thể là mình không thể thấy được cái chân tâm được. Mà chân tâm là chân lý, là giác ngộ, là đủ cái thứ 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 tiếng tốt hay cả. Còn nếu mình không biết được thì mình không biết cái chân lý thực sự nó là gì. Bởi vì tất cả các pháp nó đều là tâm quyết định. Cho nên tâm tạo tác, tâm sanh ra, tất cả nghiệp theo tâm, cũng giống như có xe theo cái chân con bò kéo cái xe đi. Tức là mình kéo cái tri thức của mình kéo cái nghiệp của mình đi đầu thai. Nó vậy đó, trong kinh Pháp Cú đó. Cho nên kiến văn như tạ qua đò, lên bờ bờ mộng còn lo sợ gì. Cái thấy, cái nghe, cái thực sự là để mình vượt qua một cái gì khó khăn đó. Nhưng mà mình bỏ hết cái đó thì cũng mình vượt qua cái đó. Vượt qua chứ không phải mình bỏ thì mình không hiểu, mình nghi ngờ. Nhưng mà mình thấy cái điều đó, mình biết được đó thì tự nhiên nó vượt qua. Mình thấy cái vô thường ở trong cái niệm tưởng của mình đó. Cho nên mình thấy mình mộng mị là bởi vì trong cái niệm đó. Cho nên cái tri thức đó nó làm cho mình tạo ra một cái tưởng mình là người này, người kia. Thì mình không có thể giác ngộ được. Thấy là hỏi tại, hỏi thấy cái gì, phải có một vật thấy thì mới sanh. Cho nên cái thấy biết đó là do vật chứ không phải là do tâm. Vì tâm nó không thấy, không biết. Cho nên cái tâm nó thấy, ví dụ như bây giờ nó thật sự tôi ngồi về tôi không có thấy gì cả. Nó không thấy thì chắc là người ta nói tưởng đâu mình trống rỗng, không phải. Nếu trống rỗng là mình cũng thấy trống rỗng, không thì mình cũng thấy không. Nhưng mà cái thấy nó lạ lắm, nó không phải là có là không, nhưng mà nó không có ghi nhận, nó không có gì trong lòng ấy, thì mình vẫn thấy cái không. Mình thấy cái không là nó tinh tế, chứ không phải là nó trống rỗng. Nếu trống rỗng hư không thì hỏi mà hỏi là ông thấy gì, tôi nói tôi thấy hư không. Mình nhắm mắt thì hỏi thấy gì, nói tôi thấy tối. Cho nên cái thấy lúc nào nó cũng thấy, nhưng mà đồng thời tất cả vật nó tự nhiên nó tự tịnh hóa và nó biến mất. Nó biến mất không phải là nó thay đổi, nhưng mà tự nhiên mình không có dính dấp gì, cũng như có một người ngồi gần mình không ý thức gì người ta cả, thì tự nhiên người ta không dính mình được, tự nhiên người ta chán, người ta bỏ, người ta đi thôi. Còn mình thấy, mình chăm sóc cái gì đó thì tự nhiên mình cách người ta, người ta cách người đó. Nói vậy đó. Cho nên thấy là nó có vật. Cho nên thấy là họ thấy cái chi, phải có một vật thấy thì mới sanh. Mà vật đó là vật trong tâm mình chứ không phải là vật bên ngoài. Còn cái tâm mình mà thấy cái tâm không rồi thì ở trong tâm không, chứ vật nó không vào nổi. Nhưng mà bên ngoài mình cũng biết, nhưng mà nó không có bận lòng. Cũng như tất cả mọi người họ đi ngang qua mình không có bận tâm, thì cái thấy đó bằng không thấy. Nhưng mà tự nhiên có một cái người nào nó độc đáo, hoặc là nó gặp người thân, hoặc là gặp người mình thích, mình tình cảm hay là mình hâm mộ gì đó, thì cái người đó tự nhiên nó nổi trong tâm mình, nên là mình ý thức. Cho nên vậy đó. Nhưng mà mình thì tất cả mọi người mình đều tình cảm, đều ý thức, đều phân biệt, đều nghĩa đều có cái gì đó. Cho nên luôn luôn mình có cái thấy. Còn nếu mình không có sanh ra cái niệm tưởng cái gì hết thì nó không sanh thấy. Còn giả tí bây giờ dù mình có sanh ra nữa thì nhưng mà cái thấy của mình nó bao trùm cả trong cả ngoài, thì thật sự đó là nó cái tánh thấy. Còn mình bị cái thấy đó thì thật sự là cái nghiệp. Cái tánh thấy nó là cái tâm, mà cái thấy tướng nó là cái thức. Cho nên tất cả cái đó nếu mình không phân biệt nổi thì mình thì bị kẹt. Thấy với vật là hai rõ ràng đó. Mà hai 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 là cái chỗ ngoài vành chữ tâm. Dù cái thấy và vật thấy nó cũng là ngoài cái chỗ tâm đó. Tâm là vốn tự vô tâm, định nghĩa một cách vững vàng rõ ràng chứ không có nói mập mờ. Tâm là vốn tự vô tâm, lầm tâm gọi tưởng âm thầm hại ta. Mình thấy cái tưởng mà mình tưởng cái tâm mình thấy cái thức, mình tưởng cái tâm mình nói tâm tôi là như vậy,
Tôi nghĩ như vậy đó, cái tâm tôi như vậy, tôi nói như vậy, tôi đâu có nói có đâu. Mình cứ mình xác định hoài thì mình tự hại mình thôi. Mình chỉ biết cái tâm đó, cho nên cái này là cái tướng thôi. Cho nên lầm tâm hại kêu bằng như là tưởng thì âm thầm mình tự hại mình. Cho nên tâm là vốn tự vô tâm, lầm tâm gọi tưởng âm thầm hại ta, diệt đi quyến niệm la đà. Mình cái quyến niệm, cái sự sự liên hệ, cái quyến này là cái liên hệ cố chấp, nó âm thầm rất sâu sắc, chứ nó còn không phải là cái cảm đâu, không phải là cái cảm, không phải là cái ái nữa, nhưng mà nó là do cái vô minh hoạt của mình đó, cho nên nó mới dính vào cái đó, chứ không phải là mình thích cái đó mà mình dính, không phải là mình thích cái cây viết này mà mình nói là đây là cây viết dính, nhưng mà tự nhiên mà dù mình thích không thích nó vẫn, mình vẫn 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 nói nó là cây viết, và mình cũng thích thích cái cây viết, dính cây viết đó, dù không thích nhưng mà nó cũng nhớ cái đó. Cho nên thấy, chấp thấy là cái đa mang, chấp thấy là tức là mình chấp sở đó, tức là sở tri đó, chấp cái chỗ thấy, chấp thấy là cái đa mang, thấy chấp tự nội biết rằng diệt tiêu. Cho nên hai cái đường hướng để giác ngộ nó khác nhau, mình thấy pháp á, thì nó trở thành pháp, pháp chính, pháp tà, pháp phá cái, pháp không, có không phải quấy đúng sai, nó trở thành cái sự phân biệt và làm cho mình trở thành cái thức phân biệt. Dù thức phân biệt giỏi tới đâu đi nữa, nó vẫn không thể phân biệt chính nó được. Cho nên nó là thức. Cho nên thấy chấp tự nội biết đoàn diệt tiêu. Còn mình thấy ngược lại, mình thấy ủa tại sao nó sanh ra cái như vậy, thì tự nhiên nó diệt hết. Nó không thể tồn tại trước cái thấy thực được. Cho nên bây giờ thấy tự tiêu diêu, thấy là không thấy những điều thị phi, tức là cái thấy, cái thị phi là cái sai biệt, tất cả cái sự sai biệt đúng sai phải quấy thiện ác ngắn dài nghĩa vuông tròn, nghĩa là tâm vật, tất cả những cái đó là cái thị phi. Thấy tâm như cảnh vô vi, bởi vì thấy nó như không thấy, thấy từ vô thức tâm di động ngừng, nghĩa là thấy không phải thấy bên ngoài mà mình thấy cái di động của cái thức mình đó, thì cái tâm nó ngừng lại. Bởi vì khi cái thấy cái chỗ đó, tức là mình rọi ánh sáng vô đó, thì ảo ảnh của cái thấy nó không còn nữa. Cho nên do như vậy cái chỗ này người ta đọc, người ta phải 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 thật sự quán chiếu ngược lại vào dòng, chứ còn cũng thể chấp cái văn từ chữ nghĩa được, nhưng mà ở đây là nó rất là chính xác. Thấy tâm như cảnh vô vi, thấy từ vô thức tâm di động ngừng, cho nên thấy mà còn biết còn mừng thì bị cái biết buộc chân trong ngày. Bởi vì mình biết cái giá trị và vô giá trị của nó, mình biết tất cả, tức là cái biết này nó còn mang cái ảnh hưởng của cái quán tính của cái mà từ trước mình đã có đã biết, cho nên mình mới sanh ra niệm và mình sanh ra cái ngũ ấm, cái thọ thọ tưởng hành thức. Cho nên tất cả mọi việc mình, bởi vì cái này là cái tu ở trong cái con đường giác ngộ, con đường kiến tánh này là một cái tính chất mình phải tỉnh táo, mình phải chơi cái trò chơi cũng cũng giống như mình làm một cái sự cân bằng để đi mình qua một cái cầu tre trong một cái con sông nước xiết, trong một con suối mà thẳm thẳm sâu sâu mà mình đi qua đó, thì mình tự phải cân bằng cái thân thể của mình để chi, để cái cầu nó không lắc lư, nó không tạo cái trọng lượng mà nặng. Còn mình lay động thì tự nhiên cái cầu nó rung lên, nó tạo thành sức nặng và tự mình té ra. Chứ không, cái cầu nó không xô mình mà tự mình lay động rồi mình rớt xuống sông. Nó ý chuyện vậy. Cho nên thấy mà còn biết còn mừng thì bị cái biết buộc chân trong ngoài, quá thành phiền não buộc hoài. Phiền não bởi chỗ gốc thời biết sanh đó, cái phiền não là do cái biết. Cho nên thầy thường nói ông Tô Luận Pha, ông có câu là nhân sư gì, nhân sinh thức tự đa ưu hoạn, pha lão tằng văn ở diệt văn. Cái người đời nghĩa là cái hoạn lớn do từ cái biết. Cái này cũng kỳ lắm hả, mình biết chẳng như mình biết cái điều bí mật của họ, họ giết mình thấy người ta
đếm bạc hay là nghĩa là soạn vàng của quý đó thì người ta cũng cũng giết mình. Bởi mình biết đó, người ta sợ mình lấy, sợ mình cắp, nó cũng giết mình thôi. Mình biết cái chuyện bí mật của người ta thì nó giết mình, cho nên cái biết cũng nguy hiểm. Nhưng mà cái biết mà không có chuyện nguy hiểm thì nó lại dính trong tâm mình. Tức là do cái lòng tham mình, do cái dính sắc mình, do cái nhiễm sắc thể của mình nó tham, thì thật sự mình cũng nguy hiểm như thường. Thấy mà còn biết còn mừng thì bị cái biết buộc chân trong ngoài, quá thành phiền não buộc hoài, phiền não bởi chỗ gốc thời biết sanh. Nó rõ ràng á. Nhưng mà mình đừng có nói không thấy, không biết, không nghe thì cái đó không đúng. Mình biết hết nhưng mà không có chấp biết, không có chấp thấy nghe cả, nhưng mà mình biết như không biết, cũng như tu như không tu thì nó mới đắc đạo được. Thấy biết tùy tánh đành rành, tùy chứ tùy đó là duyên á, chứ cái duyên nó vô hình. Tùy tánh là chỗ tu hành dứt đi, mình dứt cái duyên đi. Quá thành không thấy biết chi, tức là chứng đạo vô vi thanh nhàn. Đó, nó đúng giờ ghê không? Nói câu này là đúng hết giờ rồi. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề tu tập là vấn đề nó phải tìm được cái điểm chính xác của nó. Đó, đó là trí tuệ. Cho nên rồi. Dạ bạch sư ông, có một quý Phật tử có một câu hỏi gửi về chương trình con sư ông Quan Hỷ khác. Rồi rồi nói đi. Thưa sư ông, trên đường tu tập của con có thắc mắc muốn hỏi sư ông ạ. Khi con tu tập pháp kiến tánh được một thời gian thì tự nhiên sâu trong tâm thức nó trở về trạng thái thanh tịnh nguyên sơ của nó. Ở buổi đầu con cố gắng thực hiện để trở về sự thanh tịnh, nhưng sau này con tự nhận được rằng nếu làm vậy khác nào dùng tư tưởng để làm áp đảo trong tâm thức của chính mình. Con không thả trôi tự do, cũng không khép chặt tâm con. Mà tâm con thì tự nhiên tâm con lại trở về vẻ thanh tịnh của nó, nhưng trong sự thanh tịnh đó, đôi khi có vọng tưởng khởi lên. Nhưng con biết vọng tưởng ấy một cách rõ ràng và dường như nó không còn làm áp chế tâm con được nữa. Vậy trạng thái của con đã được tới đâu rồi ạ? Nó đúng rồi ạ. Cái đó vậy thôi. Tức là thế mình bởi vì mình thấy thanh tịnh mà mình biết nó thì chính cái biết đó là bởi vì nó thanh tịnh thì cái biết nó cũng tịnh. Mà cái còn nếu không thanh tịnh thì mình cái biết nó thành ra cái nghĩ là không thanh tịnh. Còn cái biết thật thì tự cái biết thật thì chẳng những cái hành của thức nó thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh thì nó trở thành cái biết thanh tịnh. Mà khi cái biết nó thanh tịnh thì thật sự mình thấy cái điểm thanh tịnh đó, chứ không phải vì lý do gì. Cái thanh tịnh tức là cái không tâm, tức là trong sáng, nếu cuối cùng thì nó là cái bản thể của mình, là chân lý, thì là con đúng rồi. Tao cứ cứ ngay nơi đó rồi, cũng vừa hết giờ rồi, cầu nguyện đi con, đúng mà chứ không có sai đâu.